Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hải Dương cùng Công an huyện Ninh Giang đã nắm giữ được đối tượng sát hại anh Bùi Ngọc Thành 1979 ở làng Vĩnh Hòa, là Đinh Thị Thêm 1989, trú tại làng Hồng Vũ, huyện Ninh Giang. Điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định, anh Thành làm chủ thầu chuyên xây dựng thành lập các nhà cửa nhà ở trên địa bàn huyện Ninh Giang. Khoảng tháng 6 năm 2019, anh này quen biết và phát sinh tình cảm với Then. Mấy tháng gần đây, Then phát hiện mình bị bận biểu bệnh liên quan đến việc quan hệ tình dục. Do chồng đi công lao nước ngoài đã lâu nên Hả nghĩ người lây bệnh cho mình là anh Thành. Sau khi phát hiện mình bận biểu bệnh, Then phải điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang. Quá trình điều trị bệnh, giữa Then và anh Thành xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc anh này không đưa tiền khám, chữa bệnh cho Ả. Cùng với đó, anh Thành không gặp gỡ, liên lạc với Then nên đối tượng nảy sinh ý định tìm đến nhà người tình để nói chuyện liên quan đến bổn phận. Rạng sáng ngày 24 tháng 10, Then mang theo một con dao nhọn loại dao gọt hoa quả và đi xe máy đến trước cổng nhà anh Thành rồi gõ cửa. Lúc này, Then đứng ngoài cửa cổng, còn anh Thành đứng phía trong. Then liền yêu cầu nạn nhân phải có bổn phận đối với bệnh của mình nhưng anh Thành không đồng ý và cũng không mở cửa cổng cho Then. Thấy vậy, Then đi vòng qua khu vực không có tường bao để vào sân nhà anh Thành và giữa Then với anh Thành xảy ra mâu thuẫn. Do bực tức, Then đã rút dao mang theo trong người đâm liên tục vào người anh Thành. Sau khi gây án, Then lãnh đạo xe máy đi ra hiện trường, còn anh Thành được đưa đi cấp cứu nhưng do vết yêu đương quá nặng tử chiến sau đó.